Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Granny Chapter 2, let's go. Play, let's go. One day. Bà ta thì đang ở trên tầng 2 và mình bây giờ sẽ cho bà ta xuống dưới cùng với ông chồng. Rồi, let's go. Wow, ông ta cũng đang ở trên ở dưới luôn. Thế thì phải tính cách thôi. Đây rồi, đây có một khẩu súng điện. Oh my god. Ok. Để chiếc chìa khóa là một căn phòng này. Ok. Let's go. Một bình xăng. Oh my god, bà ta lên đường này. Thank you.
Let's go. Có gì đây? Ok. Ông ta đánh đàn rồi. Wow, hôm nay cũng biết chơi đàn rồi. Oh my gosh. Wow wow wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. New game. Siren here. Ông ta đang phá luôn cái máy ở nhà. Ở đây thì mình sẽ hóa thân là một cô nàng Pika. Có một anh chàng Pika đang bị thương. Ok. Bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm một cái hộp cứu thương. Sau đó phải cứu thoát, cứu sống anh ta. Đây rồi. Chưa đâu, chạy thôi. Wow wow, anh ta đang ở gần đây. Bây giờ là anh ta cần một quả chuối.
Let's go. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Roblox, let's go. Big guy. Ok, ở đây thì mình còn chạy 6 phút, hơn 6 phút. Làm sao để chạy thoát khỏi cô làm Vika này. Cúi xuống đây. Cô ta đã đặt một cái bẫy ở đây rồi. Oh my gosh, wow. Đi luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp tục game Ten Titan. Ok, giờ này thì mình sẽ vào Wave 2. Còn rồi anh ta gọi làm quả nằm của cái bẫy, đâm ra mình không thể chạy đường nào khác ngoài đường đó. Ở kia rất là đông. Vậy chết rồi. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, Slender Rising. Tới hôm nay thì các bạn đi xung quanh cái map bản đồ này và các bạn sẽ tìm cho mình những bức hình. Những bức hình quanh map bản đồ này. Khi các bạn thu thập đủ những bức hình thì các bạn sẽ thoát được khỏi trong cái map bản đồ này. Ở trong đây thì có ông Slenderman. Thì các bạn khi gặp Slenderman các bạn phải quay đi thật nhanh. Không thì sẽ bị ông ta bắt. Và khi các bạn càng thu thập nhiều thì ông ta càng xuất hiện càng nhiều. Ok, mình sẽ đi đường này xem có những bức hình nào gần đây không. Không có bức hình nào, xem chỗ gần cây to này xem có không. Cũng không có. Let's go.
gì đó các ông Slenderman rồi. Chắc gần ngôi nhà này có, mà cũng chưa biết đâu. Chưa có một bức hình nào, sợ thật. Ông này giấu có vẻ rất là kỹ luôn. Đây rồi, gần đây có một bức. Trong đường này. Ok. Bức hình đầu tiên. Bắt đầu ông ta dùng đến. Wow. Đó, và các bạn cứ đi xung quanh trong cái map bản đồ này và các bạn tìm cho mình những bức hình. Khi đủ những bức hình thì các bạn sẽ được thoát ra khỏi cái map này và các bạn hoàn thành được game Slenderman Free, Slenderman Rising. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Big Guy Chapter 1. Let's go. Ok, ở đây có một mảnh gỗ. Wow, bà ta chơi gì đó, xuống nó lên trên này rồi. Cho bà ta xuống đi. Sau đó thì mình sẽ lại lên lại. Một chiếc chìa khóa vào đầu, cần phải có một chiếc chìa khóa vào đầu. Ok. Press K. Khá là xa. Ok, chìa khóa này mở cái này ra. Rồi, let's go. Oh my gosh, không muốn nói đi rồi. Oh my gosh. Vậy thì vào đây thì không được để bà ta nhìn thấy. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game ma của hãng Develops Slenderina Zosala 2. Let's go. Tựa game này thì cái tiếng nhạc của nó rất là hãi hùng nha các bạn nha. Thank you.
Oh my god. Chị Chi đã gặp một ông già. Một quyển sách đầu tiên. Vừa xuất hiện đây. Ok, let's go. Đi xung quanh đây và thu thập tất cả 80 sách là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát được khỏi mê cung ma này. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Vứt tạm này vào đây. Ok. Bà ta đi rất là nhanh luôn. Đi đến đâu bà ta đã biết đến đấy. Nhìn thấy luôn mình rồi. Chui ra đây. Ở đây xem có gì không. Một cờ lê. Wow, người ta phát hiện luôn ra mình.
Oh my god, wow wow wow. Bạn này chọn đường giỏi thật. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Horror Hospital ha. Let's go. Rồi, cái game này mình sẽ phải đi vào trong toàn lô đài này. Sau đó thì sẽ phải giải mã. Ở trong này thì có ma ám ở trong toàn lô đài này. Let's go. Có một chiếc chìa khóa đây. Rồi, ok. Các bạn chạy nhanh đoạn này nhá, không sẽ có một con quỷ nó sẽ đi theo leo và cắn các bạn. Ok. Let's go. Một chiếc chìa khóa. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.